Để góp phần khắc phục tình trạng tiêu tiểu không đúng chỗ gây mất vệ sinh và mỹ quan khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có việc do thiếu nhà vệ sinh công cộng, quận Nhất vừa thí điểm đặt cabin vệ sinh công cộng tự động sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ miễn phí người dân và du khách khi có nhu cầu. Cabin vệ sinh công cộng có diện tích khoảng 2,2 m², được thiết kế theo kiểu dáng khối vuông bốn góc bo tròn đỉnh trụ, có gắn tấm pin năng lượng mặt trời. Các tấm gương inox phản ánh hình ảnh chung, tạo hiệu ứng giảm nhẹ sự tồn tại của các cabin vệ sinh. Kích thước buồng cầu tay vịn lan can đảm bảo cho trẻ em, người khuyết tật đều sử dụng được. Cửa ra vào được thiết kế tự động theo nguyên tắc trong bất kỳ trường hợp nào, người bên trong đều có thể ra ngoài, ngay cả khi cúp điện đột xuất. Cabin vệ sinh công cộng này phục vụ miễn phí cho người dân và du khách khi có nhu cầu. Ngoài việc hoạt động hoàn toàn tự động bằng năng lượng mặt trời, cabin còn được gắn camera an ninh để người sử dụng bên trong có thể quan sát xe máy, ô tô của mình để bên ngoài thông qua một màn hình LED, qua đó tạo sự thoải mái, an toàn, yên tâm cho người sử dụng. Mô hình thí điểm lắp cabin vệ sinh công cộng tại quận Nhất thuộc dự án 500 cabin vệ sinh tự động sạch sẽ, văn minh, hiện đại cho thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến trong năm nay thành phố sẽ đánh giá nhằm nhân rộng thêm khoảng 200 cabin vệ sinh công cộng tự động chiếu được lắp đặt tại các điểm chờ xe buýt. Các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo. Năm nay 50 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đã thể hiện xuất sắc 5 vòng thi gồm trang phục áo dài truyền thống, trang phục tự chọn, thi năng khiếu, báo cáo chuyên đề và xử lý tình huống sư phạm.